Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên ni trưởng chứng minh, kính thưa toàn thể đại chúng, chiều hôm nay ngày 20 tháng Giêng âm lịch năm Quý Mão 2023, chánh định đã vô cùng hoan hỷ được sự cho phép của ni trưởng về đây để chia sẻ Phật pháp với toàn thể đạo tràng tại chùa Thiên Minh chúng ta nhân cái khóa tu đồng năm tháng Giêng này. Lời đầu tiên cho phép chánh định được nói lời vấn an sức khỏe đến ni trưởng cùng ni chúng và toàn thể đạo tràng Phật tử chùa Thiên Minh, lời kính chúc sức khỏe và lời cầu nguyện thân tâm luôn được an lạc. Đến với bài giảng chiều hôm nay á, chánh định xin trích một câu nói. Mỗi lần mà Tết đến xuân về, những ngày đầu năm và đặc biệt là còn trong tháng Giêng, thì thường thì người Phật tử Việt Nam chúng ta thường hay đi chùa. Trước là để cầu phúc cho gia đình, cầu an cho cha mẹ ông bà hiện tiền và cầu siêu cho cửu quyền thất tổ đã quá giảng. Và như chúng ta được biết thì phước đức không phải tự nhiên mà có, cũng không phải trời Phật ban cho, mà phước đức này chúng ta phải tự tu tạo lấy mới có. Vì vậy mỗi lần mà Tết về, đặc biệt là năm nay, chánh định hay tặng chư Phật tử chúng ta vài câu pháp. Mà trong những câu pháp đó có cái câu là Tết làm điều thiện thì mọi chuyện hành thông. Chánh định xin mượn cái câu này làm cái chủ đề bài giảng hôm nay. Để cho quý vị biết cái câu này nằm trong khúc nào của một số câu pháp mà chánh định lì xì đầu năm đến cho chư Phật tử, thì mời quý Phật tử chúng ta bắt đầu đọc theo. Tết làm điều hay, Tết làm điều hay, vận may lan khắp, vận may lan khắp, Tết làm điều phúc, Tết làm điều phúc, sung túc cả năm, sung túc cả năm, Tết làm điều thiện, Tết làm điều thiện, mọi chuyện hanh thông, mọi chuyện hanh thông, muốn được bình yên, muốn được bình yên, nhớ đừng gieo duyên bất thiện, nhớ đừng gieo duyên bất thiện, ngồi thiền thì phải ngồi yên, ngồi thiền thì phải ngồi yên, để ta thấy cái không yên của mình, để ta thấy cái không yên của mình, tâm không yên ngồi đâu cũng thấy động, tâm không yên ngồi đâu cũng thấy động, tâm không động ngồi đâu cũng thấy yên, chớ làm khổ người ta, chớ làm khổ người ta, đừng làm hại ai cả, đừng làm hại ai cả, vì khổ đau phải trả, vì khổ đau phải trả, lại về cho chính ta, lại về cho chính ta. Có ai nhớ câu nào không? Chính vì lý do đó mà hôm nay có rất nhiều camera quay phim. Quý vị cứ vào trong những cái trang web YouTube như Sen Hồng Video hay là gì đó, quý vị cứ search lên sự chánh định mà nghe, nghe đi nghe lại. Ngày nào cũng nghe hả? Bây giờ nghe pháp nó có 5 cái lợi ích. Lợi ích thứ nhất là nghe được pháp chưa từng nghe.
Lớp thứ hai là gì? Thấm nhuần các pháp đã từng nghe. Quý vị nghe đi nghe lại là chúng ta được một cái lớp thứ hai, đó là thấm nhuần các pháp đã từng nghe. Lớp thứ ba là khi nghe pháp tâm được an vui hoan hỷ. Mà quý vị biết trong cuộc sống này kiếm được những cái giây phút mà an vui nó khó lắm. Đời nó đau khổ, nó phủ một màu đen. Cho nên tìm được một cái giây phút an lạc, cái giây phút an vui rất là hiếm. Kiếm một nụ cười khó lắm. Mình nhiều khi cũng cười, nhưng mà miệng ta cười ai biết lòng ta khóc, mắt ta vui ai biết giả ta sầu. Trời không lạnh sao lòng ta buốt giá, mà phố đông người sao ta cảm thấy cô đơn. Cho nên nhiều khi thấy cười vậy đó, ai biết trong lòng nghĩ cái gì. Có những người quý vị biết họ tội đó, trong lòng họ héo như là tàu lá chuối héo vậy đó. Nhưng mà họ cũng ráng họ cười. Vì vậy kiếm được một cái giây phút thật sự an lạc rất là khó. Mà một trong những cái giây phút được an lạc đó là nghe nghe pháp. Khi nghe pháp tâm được an vui. Và người lễ thứ tư là nghe pháp đoạn trừ được nghi hoặc. Và cái điều thứ tư, thứ năm là khi nghe pháp chúng ta thay đổi được cái quan niệm tri kiến. Mình là tà kiến dữ lắm, nhưng mà nhờ nghe pháp chúng ta mới có được chánh chánh kiến. Chánh kiến là gì? Là thấy đúng hiểu đúng cái vấn đề sự việc. Chính vì mình không thấy đúng hiểu đúng cho nên mình dễ bị mê tín. Thì ngày hôm nay chúng tôi giảng cái bài pháp là gì? Tết làm điều thiện thì mọi chuyện hành thông. Mình muốn cho năm nay mình được nhiều cái vận may, được nhiều cái may mắn, hên nhiều hơn xui, thì nhớ làm điều hay. Tết làm điều hay thì vận may nó mới lan khắp. Phải vậy. Trống đánh xui kèn thổi ngược không? Cái này mà sư cho đi theo sư mà để ủng hộ đó nghe, nó rất quốc rồi. Tưởng đâu chính xác ai dìm chặt lắc à. Râu này cấm cầm bà nội không? Đọc lại. Tết làm điều hay, Tết làm điều hay, vận may lan khắp, vận may lan khắp. Tết làm điều phúc, Tết làm điều phúc, sung túc cả năm, sung túc cả năm. Tết làm điều thiện, Tết làm điều thiện, mọi chuyện hanh thông, mọi chuyện hanh thông. Muốn được bình yên, muốn được bình yên, nhớ đừng gieo duyên bất thiện, nhớ đừng gieo duyên bất thiện. Bốn câu thôi, thuộc không? Rồi, Tết làm điều hay, hai, ba. Tết làm điều hay, hai, ba. Tết làm điều phúc, sung túc cả năm. Tết làm điều thiện, mọi chuyện hanh thông. Đó, mình chính vì vậy mà chúng tôi muốn cho quý vị hãy thương các vị giảng sư. Người ta lên đây người ta nhớ cả một giờ đồng hồ đó, chứ không phải mấy câu ngâm dấm như quý vị đâu. Có bốn câu mà nhớ được có ba câu à. Quý vị mà lên thuyết pháp chắc người ta tức ngực ta chết rồi. Nói tới đó cái hết nhớ rồi. Câu thứ tư là muốn được bình yên, nhớ đừng gieo duyên bất thiện. Làm lại. Tết làm điều hay, hai, ba. Tết làm điều hay, vận may lên khắp. Tết làm điều phúc, sung túc cả năm. Tết làm điều thiện, mọi chuyện hanh thông. Tết làm điều thiện. Lạc đường, lạc đường. Tới ngã rẽ này như rẽ qua bên kia rồi. Rồi, ở đâu Tết nữa vậy? Quý vị có thương các vị giảng sư không? Thương đi. Trời, người ta cũng khổ dữ lắm. Tuổi tác này mà lên đây mà ráng mà nhớ để giảng cho quý vị nghe.
mà không có quên đầu quên đuôi như quý vị, nhờ nhớ mới ngồi ở đây chứ mà quên quên là ngồi dưới rồi. Như vậy thì Tết làm điều hay hay Tết làm điều phúc hay Tết làm điều thiện nó như nhau. Tất cả những điều này đều xuất phát từ những cái tâm thiện lành, thiện tâm. Quý vị nhớ giúp chúng tôi là thiện tâm là pháp nhiệm màu, hay là phép màu bắt đầu từ thiện tâm. Vậy nhân lành sẽ cho quả, quả lành, mà nhân ác thì cho quả, quả khổ. Vì vậy mà mình á, nhờ mình nghe pháp, nhờ mình nghe pháp cho nên á, là mình mới hiểu được đâu là điều thiện, đâu là điều hay, đâu là điều phúc. Nếu như quý vị tốt hơn nữa, quý vị là cái bài kinh gọi là Mangala Sutta. Kinh này được dịch ra là Hạnh Phúc Kinh, hay là Kinh Phúc Đức, hay là Kinh Điềm Lành. Cái này chúng tôi nói chơi thôi, không phải là so sánh nha, quý vị cũng quan hệ. Mỗi lần mà chúng tôi đi sang Ấn Độ chiêm bái Phật tích, cái nơi mà cái nôi của Phật giáo xuất phát đầu tiên, nơi mà Đức Phật ra đời thành đạo rồi chuyển pháp luân, thì tất cả những người Phật tử trên thế giới này có rất là nhiều nước, nào là Tích Lan, Thái Lan, Lào, Miến Điện, Campuchia và Việt Nam. Mà quý vị biết chúng tôi thấy cái người Việt Nam qua bển nó toàn là lại với cầu sinh luôn, lại cầu sinh dữ lắm. Họ nói đi qua Ấn Độ cầu sinh chuyến này về để làm ăn cho nó giàu, bệnh hoạn quá qua bển lên cầu sinh cho nó bệnh, cho nó bớt bệnh. Thì thưa với quý vị, chỉ có người Việt Nam mình nghĩ như vậy thôi, chứ người mà các nước Phật giáo là họ không bao giờ họ nghĩ như vậy. Nhất là những người Phật tử của nước Tích Lan, khi họ đến chỗ Phật tích thì họ lại Phật xong thì họ ngồi một góc ở đó, họ đeo cái bài kinh 38 pháp hạnh phúc. Cái nội dung của bài kinh này đơn giản rằng là có một vị thiên nhân ở trên trời á, vào canh khuya xuống chùa Kỳ Viên tỉnh xá để Đức Phật cư ngụ. Cái vị chư thiên này mới bạch hỏi Đức Phật rằng là bạch Đức Thế Tôn, trên thế gian này ai ai cũng mong cầu sự hạnh phúc và rất là sợ cái sự đau khổ. Bạch Đức Thế Tôn, bằng cách nào để mà chúng con có được sự hạnh phúc? Đức Phật liền giảng giải 38 pháp để mang đến cái sự hạnh phúc. Thì trong 38 pháp đó chúng ta hành cái pháp nào nó cũng hạnh phúc hết. Thì cái người Tích Lan họ đọc để chi? Họ nhớ để họ hành. Còn mình thì không có đọc, không có nhớ mà cũng không có hành, mà chỉ có cầu, cầu sinh đó. Mà mình sinh đó, nó thêm một cái nó xảy ra một cái trường hợp là gì? Mà khi mình sinh đó, thì rất nhiều người đứng kế mình, bên mình cũng sinh. Cái gì để ý là mình được, hãy trồng cái gì thì hưởng cái đó, gieo cái gì thì gặt cái đó, có gì đâu mà khổ, thấy không nè? Làm sao mà hiểu được cái gì? Không có gì phải khổ. Ta sinh ra đời là để trả nghiệp 100% như vậy. Nghiệp thiện cũng trả mà nghiệp ác cũng trả. Quan trọng nhất là cái thái độ của mình trả như thế nào, cũng là hình thức trả nợ. Có nhiều người họ vui vẻ họ trả tiền mình, cũng có nhiều người gầm gừ lắm mới trả. Rồi trả nợ mà khó chịu, rồi nhăn nhó lắm đó. Lúc mượn thì nó quỳ nó lại, khi nó trả thì mình quỳ mình lại nó. Cho nên là cái nghiệp nó là như vậy. Nhưng mà quan trọng nhất là cái thái độ chúng ta trả. Đời bớt khổ khi ta biết đạo, đời đau khổ khi chẳng biết tu. À, hai con này đọc theo đi. Đời bớt khổ khi ta biết đạo, đời đau khổ khi chẳng biết tu. Muôn duyên do nghiệp tạo thành, có gì phiền não để hành sát thân. Hiểu câu này không? Không luôn. Đơn giản. Muôn duyên là muôn cái nghiệp này, muôn cái điều kiện mình gặp á, là do gì? Do nghiệp tạo thành. Có gì phiền não để hành cái sát thân này?
Quý vị biết mỗi lần mình phiền não là mình hành ai? Đúng. Hành mình á. Giận là đem cái lỗi lầm của người khác trừng phạt chính mình á. Mỗi lần mà quý vị giận, quý vị hờn, quý vị trách là quý vị đang trừng phạt ai? Chính mình. Ráng làm ơn thấu hiểu về mấy câu này đi. Muôn duyên do nghiệp tạo thành, đọc theo. Muôn duyên do nghiệp tạo thành. Có gì phiền não để hành sát thân? Có gì phiền não để hành sát thân? Nghĩ có đúng không? Phải thấm câu này. Nếu mà không nhớ được, không thấm được thì làm ơn về viết lại giấy, đốt cho trái bỏ vô nước uống cái bụng mình luôn, cho vô máu mình luôn đi, hiểu không? Vô máu vô đầu mình luôn. Là mình cứ quán niệm là muôn duyên do nghiệp tạo thành, có gì phiền não để hành sát thân. Rồi hiểu tiếp nha. Đau khổ vì nỗi mong cầu, cầu mà không được, nỗi sầu lại tăng. Mình là vậy. Bây giờ cái đau khổ của mình là do cái gì? Do mong cầu, do tham ái, do muốn cái này muốn cái nọ, ham dữ lắm. Đọc theo đi. Ham ăn, ham ngủ, ham tiền. Ham khen, ham đẹp, u phiền khổ đau. Năm ham dứt bỏ cho mau. Thân tâm an lạc, khỏi vào chùa am. Bây giờ con vào chùa là biết là thân tâm chưa an lạc, chưa có dứt bỏ được năm ham. Ngày nào cũng vậy á, không ăn á thì không ham ăn thì ham ngủ, mà không ham ăn ham ngủ thì ham tiền, nó ngồi. Cho nên cái người mà có tu là mỗi ngày nếu chọn một niềm vui thì xin hãy chọn nụ cười đầu tiên. Còn cái người mà không tu thì mỗi ngày cũng chọn một niềm vui thì xin hãy chọn nụ cười tiền đầu. Nó có tiền nó vui rồi, ngộ rồi. Mình bây giờ mình không phải chọn nụ cười đầu tiên chứ không có chọn nụ cười tiền đầu. Nhớ nghe. Mỗi lần mà có tiền cái mình cười nó chết là xài à. Hôm xưa ông dạy là hãy chọn nụ cười đầu tiên chứ không có chọn nụ cười tiền đầu. Đau khổ vì nỗi mong cầu đúng không? Nhưng mà cầu mà không được cái nỗi sầu nó tăng nè. Ngộ thiệt. Ta đi vào đời với hai bàn tay trắng, lìa đời cũng trắng cả hai bàn tay. Khi sống thì mãi nhặt cho đầy, để mang lấy nghiệp trả dai nợ đời. Kiếp luân hồi có sinh có diệt, đời vô thường giả tạm hư không. Ngũ uẩn sắc bất dị không, thôi thì thanh thản cho lòng an nhiên. Mình thấy cuộc đời này mình sanh ra đâu có gì, rồi mình ra đi cũng không có gì. Nhưng mà không biết trong lúc mình sống mình nhặt cho đầy làm gì không hiểu. Nhưng mà trong quá trình mình nhặt đó nha, là chắc chắn tạo nghiệp. Không ít thì nhiều, phải bon chen giành giật vô lắm mới được. Là bon chen giành giật làm chi? Chết mang theo được của gì thế gian? Còn chăng một nắm xương tàn, hồn phiêu phách tán, mờ màng về đâu? Lúc đó nó biết đi đâu, hỏi đi đâu vậy? Sư ơi, vợ con chết đi đâu vậy? Nó hỏi bả. Bả bây giờ cái hồn bả cái lăng quay quay, bả còn đang lằn quằn, không biết đi đâu. Hiểu chưa? Tức là mình nó tạo nghiệp nhiều, nó chừng chết không biết đi đâu. Đề tài hôm nay giảng là cái gì nhớ không nè? Quên rồi. Đề tài hôm nay là gì? Tết làm điệu. Rồi sao? Mọi chuyện. Rồi con câu mà nhắc ba lần mới đọc. Chúng tôi muốn quý vị học Phật á, thì phải hành theo Phật nha. Quý vị mà học mà không nhớ không hành á, thì nó giống như là cái muỗng nằm trong nồi mà canh không biết cái gì hết. Ngâm ở trong rụt cái muỗng cũng không biết cái gì canh. Quý vị phải tu làm sao giống như cái lưỡi mà nếm được vị thì canh vậy đó. Hiểu biết chúng tôi không? Tu hành phải giữ lực nghi, nam mô thì phải từ bi trong lòng. Quy y thì phải y tòng, tụng kinh thì phải rèn lòng như kinh. Tu thì lời Phật phải tinh sửa cho hơn trước khi mình chưa tu.
Đơn giản hôm nay chúng ta tin vào cái thiện tâm là pháp nhiệm mật, cho ta thanh thản mai sau an lành. Nhớ nghe, cái nội dung hôm nay nó có chỉ có hai câu thôi, tóm tắt có hai câu thôi. Thiện tâm là pháp nhiễm màu đó. Mình muốn, mình ngày nào cũng muốn một cái gì đó là nhiễm màu đến với mình, đúng không? Mình muốn cái quyền diệu, vi diệu. Mình muốn đến với một cái pháp gì đó là vi diệu, quyền diệu, nhiễm màu đến với chúng ta. Thì nhớ giùm chúng tôi là chữ gì? Thiện, thiện tâm. Cũng như chúng tôi hay nói rằng là không có cái hướng nào tốt hết bằng cái hướng, hướng thiện. Nói mình coi hướng, cái hướng nào hợp với mình à, càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đồi đó, bấm bấm coi cái hướng nào mà nó sanh tiền sanh bạc sanh khí gì đó ha, là nó thịnh vượng hưng thịnh gì đó ha. Chúng tôi xin thưa với quý vị, trên thế gian này bốn phương tám hướng không có cái hướng nào tốt bằng hướng hướng thiện. Đọc lại, thiện tâm là pháp nhiệm màu, cho ta thanh thản mai sau an lành. Lòng thành xin dân triều mến, làm lành sẽ sống bình yên. Mỗi ngày phát huy tâm lành, cho cuộc đời bừng lên mầm sống. Lời thầy dạy khuyên thường nhớ, niệm Phật phải gắn niệm chân. Lúc ngồi đứng đi khi nằm, càng tinh tấn mà xa mê lầm. Quay về bờ giác mà nương, đừng chờ mãi lỡ vô thường. Niệm Phật công đức cao vời, nhất tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan tràn. Nhớ thường nhất tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan tràn. Hai ba, lòng thành xin dân triều mến, làm lành sẽ sống bình yên. Mỗi ngày phát huy tâm lành, cho cuộc đời bừng lên mầm sống. Lời thầy dạy khuyên thường nhớ, niệm Phật phải gắn niệm chân. Lúc ngồi đứng đi khi nằm, càng tinh tấn mà xa mê lầm. Quay về bờ giác mà nương, đừng chờ mãi lỡ vô thường. Niệm Phật công đức cao vời, an vui suốt đời người ơi. Làm lành mà xa điều ác, đạo giang soi sáng mười phương. Nhớ thường những tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan tràn. Nhớ thường những tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan tràn. Cảm ơn những chàng vỗ tay dữ dội của quý vị. Hát dở mà vỗ tay lớn quá làm người ta mắc cỡ á. Dạ thưa với quý vị, hôm nay chánh định đến đây thật sự là một duyên lành rất lớn. Những ngày đầu năm được ni trưởng thỉnh mời về đây để trước là gặp gỡ quý Phật tử ngay cái khóa tu đầu năm này. Và mong rằng cái bài giảng hôm nay được xem như là thành công. Quý vị ngồi lắng nghe với một cái tinh thần nghe pháp rất là tích cực, giúp cho chánh định đã trọn vẹn thành công được cái bài giảng này. Không biết nói gì hơn, xin được nói lời niệm ơn trước là trên ni trưởng cùng ni chúng, và đặc biệt là sự hiện diện có mặt của tất cả chư Phật tử ở đây. Chúng tôi cũng từ Hà Nội mới trở về, và chúng tôi ra đây giảng xong chút xíu chúng tôi đi thẳng đến Đà Lạt luôn. Thời gian chúng tôi cũng không có nhiều, sẽ đi như kim ba vậy đó. Dạ, đắc sô á. Trời ơi, xài cái từ chuẩn luôn á, đắc sô.
Cho nên là chúng tôi cũng rất là vui giảng được cái bài pháp này khỏe khoắn như vậy là tất cả nhờ cái sự nghe pháp tích cực nhiệt tình của quý vị. Quý vị tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay thật lớn. Đúng với câu người ta nói là một người nói giỏi không bằng một người giỏi lắng nghe. Mà hôm nay cả đạo tràng chúng ta đều giỏi lắng nghe. Một tràng vỗ tay nữa đi quý vị. Tự thưởng cho mình thôi chứ không ai thưởng mình hết á. Đợi ta thưởng lâu lắm mình cứ tự thưởng mình cho chắc ăn. Thì bài giảng đến đây cũng vừa phải lẽ với thời gian. Trước khi dứt lời, một lần nữa chánh định xin tri ân ni trưởng cùng ni chúng và tất cả các Phật tử hiện diện ở đây. Quý vị rất thương mến chánh định, mặc dù là buổi chiều, thời tiết cũng những cái ngày sau Tết rất là oi bức, mà quý vị cũng đến đây để ngồi nghe đông đảo như thế này. Chánh định vô cùng hoan hỷ. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, thành công trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.